GSGo xin được chào các bạn. Trong suốt những năm tháng mưa bom bão đạn của cuộc chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới Việt Trung chống Trung Quốc và chiến tranh biên giới Tây Nam chống Khmer Đỏ, Việt Nam hầu như phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn trợ cấp các hệ thống vũ khí có nguồn gốc từ Liên bang Xô Viết. Đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, những khoản viện trợ của Việt Nam cũng dần kết thúc. Chúng ta đều biết rằng, ngoài yếu tố con người, thì thắng lợi trong chiến tranh phụ thuộc rất lớn vào các trang thiết bị và vũ khí. Cho nên, Việt Nam không thể chỉ ngồi chờ các nguồn viện trợ của nước ngoài, mà chắc chắn rằng chúng ta phải tự trang bị và nâng cấp toàn diện cho mình những khí tài thuộc hàng tân tiến nhất có thể, hiện đại hóa quân đội để luôn sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống, ngay cả khi bị úp sọt bất ngờ. Hãy cùng GSGo điểm danh xem Việt Nam đang sở hữu những loại vũ khí khủng như thế nào. Vậy thì loại vũ khí đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là tên lửa chống hạm. Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300P Besson P. Đây là loại tên lửa chống hạm khét tiếng do Nga sản xuất với chức năng chính là phòng thủ dọc bờ biển. Hệ thống bao gồm 4 xe phóng tên lửa, mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa. 2 xe điều khiển trọng tải 25 tấn, thời gian chuẩn bị chiến đấu là trong vòng 3 đến 4 phút. 4 xe chở đạn được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe phóng tên lửa. Ngoài ra còn có một số thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu khác. Theo thông tin từ các cò buôn tên lửa, giá của hệ thống này vào khoảng 150 triệu USD. Hợp đồng mua 2 hệ thống cùng 40 quả tên lửa của Việt Nam có giá khoảng 300 triệu USD. Để cho dễ hình dung, chúng ta sẽ thử quy đổi ra gạo. Với giá gạo niêm yết trên Shopee tại thời điểm mà GSGo nghiên cứu đang là 16.300 Việt Nam đồng trên 1 kg. Như vậy với 300 triệu USD sẽ có thể mua được khoảng gần 430.000 tấn gạo. Trên xe phóng tên lửa, ống phóng có chiều dài 8,1m, đường kính 71cm, trọng lượng 3.900 kg. Nó sẽ phóng loại tên lửa chống hạm có tầm hoạt động tối đa lên tới 350 km với mục tiêu trên biển. Tốc độ tối đa là hơn 3.000 km/h, mang theo đầu đạn 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại tàu hộ vệ chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Nếu các tàu chiến trên biển của đối thủ đã bị tiêu diệt hết, hệ thống này có thể được chuyển sang sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất nhằm tránh lãng phí. Vũ khí thứ hai, mặc dù bà con đã biết từ lâu nhưng nó vẫn đủ mạnh để nằm trong danh sách, đó chính là những con quái vật sắt nằm sâu trong lòng đại dương. Tháng 12 năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm hùng mạnh lớp Kilo, được phương Tây mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương, thuộc dự án 636 Varshavyanka, trị giá là 2 tỷ đô la Mỹ, một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Ngoài đóng tàu thì hợp đồng còn bao gồm cung cấp các thiết bị kỹ thuật phụ trợ, huấn luyện 53 sĩ quan và thủy thủ Việt Nam trong nhiều tháng tại Nga. Như vậy, ước tính tổng chi phí trên mỗi tàu là khoảng hơn 330 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên, đó là giá hàng ngày của chủ shop, còn giá khi có các chiến thần livestream thì chưa thể biết thế nào. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được Nga cho phép xuất khẩu. Các quốc gia đang vận hành hoặc đặt hàng gồm có Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Việt Nam. Hợp đồng của Việt Nam được Nga cho triển khai từ năm 2010 và chiếc thứ 6 cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng được hạ thủy vào tháng 9 năm 2015. Việt Nam đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn đó là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm, thuộc một trong những loại tiên tiến nhất thế giới. Nó có chiều dài gần 74 mét, chiều ngang gần 10 mét, lượng giãn nước là 3.100 tấn và tốc độ lên tới 37 km trên một giờ, lặn sâu tối đa 300 mét, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn là 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính là 533 mm. Nhưng vũ khí uy lực nhất phải kể đến đó là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Club S. Tổ hợp này có nhiều mẫu tên lửa khác nhau có thể kể đến như sau.
Tên lửa chống hạm phiên bản 3M54E chứa đầu nổ nặng là 450 kg, tầm bắn tối đa là 220 km, đủ sức phá hủy tàu mặt nước cỡ lớn. Phiên bản 3M54E1 có tầm bắn là 300 km, bay ở tốc độ cận âm là 990 km/h, đó là tốc độ âm thanh trong điều kiện tiêu chuẩn là 1236 km/h. Tên lửa chống ngầm 91RE1 có vận tốc siêu âm với tầm bắn là 50 km. Ngư lôi mang đầu nổ là 76 kg, có khả năng khóa mục tiêu, đủ sức đánh thủng vỏ tàu ngầm đối phương. Tên lửa 3M14E tấn công mặt đất, sử dụng kết hợp hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống phân tích độ cao và khớp ảnh địa hình, có tầm bắn lên tới 300 km. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp kilo, giúp nó có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại. 6 tàu ngầm lớp kilo hiện đại mà Việt Nam mua của Nga chính là mối quan ngại lớn cho hải quân các nước láng giềng manh động, mặc dù họ cũng có thể sở hữu các loại tàu ngầm tương tự nhưng lại không được thiết kế phù hợp cho mục tiêu săn ngầm. Loại vũ khí thứ 3 chắc chắn chúng ta phải bàn tới đó là tàu săn ngầm. Hiện nay, quân chủng Hải quân Việt Nam đang sở hữu 2 chiếc tàu hộ vệ săn ngầm Petia 3 mang số hiệu HQ-09, HQ-11 và 3 chiếc Petia 2 mang số hiệu HQ-13, 15, 17. Petia là lớp tàu được Liên Xô sản xuất để thực hiện nhiệm vụ chống tàu ngầm tại các vùng nước nông. Tàu hộ vệ săn ngầm Petia có chiều dài là 81,8m, chiều ngang là 9,2m, mớn nước là 2,9m và trọng tải choán nước đến 1.150 tấn. Nó được bố trí cơ cấu 3 trục chân vịt gồm một trục dùng động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu khi tuần tra trên biển và 2 trục sử dụng động cơ tuốc bin khí khi truy đuổi tấn công. Với trang bị 3 động cơ mạnh mẽ như vậy, tàu Petia có thể đạt tốc độ tối đa là 56 km/h và hoạt động liên tục trên biển trong 102 ngày. Về trang bị vũ khí, tàu săn ngầm Petia có 2 ụ pháo AK-726 hai nòng 76,2 ly ở mũi tàu và đuôi tàu cùng hệ thống điều khiển hỏa lực Phút B cho tốc độ bắn là 45 phát trên 1 phút với tầm bắn xa nhất là 18,3 km. Pháo cũng có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không ở độ cao từ 500m đến 6.000m với siêu tốc đầu đạn lên tới 350 đến 650m/s. Trong tác chiến, Petia được trang bị dàn thả bom chìm BB-1 ở đuôi tàu, các dàn phóng rocket chống ngầm RBU-2500 sử dụng bom chìm RGB-25 và RBU-6000 sử dụng bom chìm RGB-60 với hệ thống điều khiển Buria. Ngoài ra, tàu Petia còn có ngư lôi SET-40UE 400 ly và các dàn phóng ngư lôi SET-53M 533 ly với tầm hoạt động đầu dò lên tới 800m. Mặc dù 5 chiếc tàu săn ngầm Petia này có tuổi đời phục vụ đã cao, nhưng nhờ được nâng cấp liên tục dưới sự trợ giúp đặc biệt của người anh em Ấn Độ, những chiếc tàu này vẫn luôn là những con thủy quái đáng gờm, có khả năng tạo ra mối nguy hiểm cho bất cứ đối thủ nào dám rình rập lãnh hải Việt Nam. Loại vũ khí thứ tư đó chính là khí tài tấn công trên mặt biển. Một trong những loại vũ khí không còn xa lạ nhưng vẫn rất uy lực trong tay quân đội Việt Nam, đó chính là 4 tàu hộ vệ Jeopard 3.9 được mua từ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. 4 chiếc tàu này được đặt tên thành các tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Theo các cò môi giới tàu biển thì giá của mỗi chiếc là khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Jeopard 3.9 được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, hộ tống, bảo vệ lãnh hải, chống tàu mặt nước, chống tàu ngầm, phòng không tầm thấp. Nó có chiều dài là hơn 102m, rộng 13m, mớn nước 5m và lượng choán nước khoảng 2.200 tấn. Lá chắn phòng không chủ lực của chiến hạm này là hệ thống tổ hợp pháo phòng không tên lửa Palma. Nó được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp đó là Shoshna R với tầm bắn là 15 km, độ cao 10 km, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 6 nòng, cỡ đạn là 30 ly, tốc độ bắn lên tới 5.000 viên trên 1 phút và tầm bắn hiệu quả từ 4 đến 5 km, được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa, tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương. 4 ống phóng ngư lôi 533mm ở hai bên mạn tàu giúp nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm. Pháo chống hạm AK-176M, cỡ nòng 76.2 ly, tầm bắn tối đa 15 km và tốc độ bắn là 120 viên trên 1 phút. Loại pháo này chính là tam tai của tàu mặt nước cỡ nhỏ, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và phòng không.
Hệ thống hỏa lực mạnh nhất trên tàu đó là 8 tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E có tầm bắn lên tới 250 km và sử dụng radar dẫn đường cho đầu đạn 145 kg. Nếu bắn trúng đích, một quả đạn loại này có thể nhấn chìm chiến hạm tải trọng là 5.000 tấn ngay lập tức. Đối với các chiến hạm lớn hơn thì cách đơn giản là bắn vào các khu vực trọng yếu của tàu địch, hoặc đơn giản hơn nữa là khai hỏa liên tục cho đến khi nào đối phương chìm hẳn thì dừng lại. Jabert 3.9 có sàn đáp cho trực thăng chống ngầm KA-28. Đây là phiên bản xuất khẩu của trực thăng trinh sát và tác chiến chống ngầm KA-27 do hãng Kamov Helicopter chế tạo. Tuy nhiên, chiến hạm này không đủ chỗ thiết kế nhà chứa chuyên dụng mà chỉ có một góc nhỏ để che phủ phần nào cho chiếc trực thăng. Ở đỉnh tháp chỉ huy đó là hệ thống radar phòng không Positive ME có tầm trinh sát là 150 km. Chiến hạm này có hệ thống động lực được kết hợp giữa động cơ diesel và tua bin khí cho công suất lên tới 23.000 mã lực, tốc độ tối đa là 52 km trên 1 giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục 20 ngày trên biển với phạm vi hơn 9.200 km. Một số thông tin cho rằng, dự kiến trong tương lai Việt Nam sẽ mua thêm 2 chiếc nữa từ Nga, được nâng cấp tích hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Calibre với mức giá nâng lên khoảng 400 triệu đô la Mỹ cho một chiếc chiến hạm. Giới quân sự cho rằng khả năng này là rất khó. Đây vẫn là thiết bị mà Nga chưa thể làm chủ được. Vì vậy, nhiều khả năng Hải quân Việt Nam sẽ đàm phán chốt hạ các chiến hạm tàng hình Sigma 9814 mà Hà Lan đã giới thiệu trước đó. Gác lại mặt trận trên biển, chúng ta cùng bàn tiếp đến với mặt trận trên không. Và loại vũ khí thứ 5, một khí tài không thể bỏ qua, đó chính là máy bay không người lái, cũng là xu thế của chiến tranh hiện đại. Vào năm 2019, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiếp nhận hợp đồng Việt Nam đặt mua 6 trinh sát cơ không người lái Scan Eagle do công ty In-Situ trực thuộc tập đoàn Boeing sản xuất với tổng giá trị là 9,7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 270 tỷ đồng dựa trên thời giá lúc Chicago xây dựng video này. Theo các cò mồi ở xứ sở cờ hoa, thì Scan Eagle là loại máy bay không người lái cỡ nhỏ, dài 1,6 mét, sải cánh là 3,1 mét, nặng 17 kg và có trọng lượng cất cánh khoảng 23 kg. Nó có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tình báo, do thám, trinh sát, hỗ trợ chiến dịch của đặc nhiệm, hộ tống bảo vệ mục tiêu giá trị cao, cũng như chuyển tiếp tín hiệu video và dữ liệu không dây với tốc độ cao. Scan Eagle có tầm hoạt động là 150 km, trần bay tối đa là 4.880 m và có thể đạt tốc độ lên đến 148 km trên 1 giờ. Chiếc Scan Eagle có thời gian hoạt động trên không tới 24 giờ, tức là gấp 8 lần so với thời gian 3 giờ của chiếc máy bay không người lái VUA-SC-3G do tập đoàn Viettel sản xuất. Scan Eagle được trang bị camera với sức mạnh tương tự một chiếc kính thiên văn phân giải cao, cùng hệ thống cảm biến nhận diện quang học và đo xa VIDA. Khí tài này nhỏ gọn có khả năng tự động phát hiện và cung cấp hình ảnh chi tiết về những vật thể bên dưới trong thời gian thực và có tầm theo dõi rộng gấp 80 lần những thiết bị hồng ngoại thông thường. Tổ hợp VIDA có thể liên tục quét khu vực rộng 180 độ phía trước máy bay với tầm tối đa khoảng 37 km. Mỗi chiếc có thể theo dõi khu vực rộng gần 46.000 km2 trong nhiệm vụ kéo dài 12 tiếng. Ngoài ra, trong biên chế thì Không quân Việt Nam còn được trang bị thêm máy bay không người lái M400, thủy phi cơ hạng nhẹ VNS-41 do Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân nghiên cứu sản xuất. Đồng thời còn có hai loại UAV mua từ Israel, đó là Orbiter 2 và Heron. Loại vũ khí thứ 6 vẫn là không quân. Đơn giản là vì việc bảo vệ vùng trời thì máy bay chiến đấu là không thể thiếu. Một trong những vũ khí hiện đại nhất của Không quân Việt Nam đó chính là dàn chiến đấu cơ hạng nặng Su-30 MK2. Trước đây Việt Nam sở hữu là 36 chiếc, nhưng rất đáng tiếc là một chiếc đã gặp nạn khi đang huấn luyện trên biển, cách Nghệ An 25 km, nên hiện nay chỉ còn 35 chiếc. Ngoài việc vươn lên trở thành quốc gia có phi đội tiêm kích hạng nặng đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á với 46 chiếc, bao gồm 11 chiếc Su-27SK-UBK và 35 chiếc Su-30 MK2, Việt Nam còn chính thức trở thành nước đang vận hành nhiều chiếc Su-30 MK2 nhất thế giới. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 được cho là có khả năng chiến đấu trên biển rất tối ưu, kết hợp nhiều công nghệ tác chiến hiện đại của Su-35 khiến các lực lượng hải quân phải dè chừng. Su-30 MK2 có khả năng hoạt động ở gần như mọi loại thời tiết và đang được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela, Uganda và Trung Quốc. Loại máy bay này tích hợp hai động cơ AL-31F cùng với việc sử dụng vật liệu tổng hợp composite đời mới giúp cho tốc độ bay đạt tới 2.100 km/h, trần bay là 17 km.
với 4 thùng nhiên liệu chứa được 10 tấn dầu, cho phép tầm hoạt động là 3.000 km. Theo quảng cáo của các cò máy bay đến từ xứ sở Bạch Dương, thì hệ thống tác chiến điện tử của Su-30MK2 đang được sử dụng công nghệ tối tân nhất, cho phép phát hiện mục tiêu nhờ các cảm biến cảnh báo sớm cực nhạy và tầm xa hàng trăm km. Loại pháo cỡ nòng 30 ly của chiến đấu cơ này có tốc độ bắn là 1.800 phát trên 1 phút, tuy nhiên lại chỉ chứa được 150 viên đạn. Điều này khiến nó có thể nhanh chóng hết đạn chỉ sau khoảng 5 giây khai hỏa. Các loại tên lửa trên chiến đấu cơ này rất đa dạng. Hệ thống tên lửa không đối không cho phép điều khiển 6 tên lửa cùng lúc, bao gồm 3 loại: dẫn đường bằng hồng ngoại R-73, dẫn đường bằng radar chủ động R-77E và dẫn đường bằng radar bán chủ động R-27. Trong đó, quả tên lửa R-27 nặng gần 250 kg, đầu đạn 40 kg và phạm vi hoạt động là 150 km. Tên lửa chống hạm bao gồm hai loại KH-31A và KH-35. Tên lửa không đối đất KH-10P, KH-29T và KH-59ME. Trong đó, tên lửa KH-29T có tầm hoạt động từ 10 đến 30 km, đầu đạn nổ là 320 kg. Tên lửa này có nhiều hệ thống dẫn đường khác nhau từ laser, hồng ngoại cho tới vô tuyến. KH-29T chuyên dùng tấn công các công trình trọng yếu, cơ sở chỉ huy và thậm chí là tấn công luôn các mục tiêu trên biển khi nó đủ sức phá nát tàu bọc thép 10.000 tấn. Tên lửa KH-59ME thì còn khủng hơn, nó nặng gần 1 tấn, có đầu đạn là 300 kg với 2 tầng nhiên liệu rắn, giúp đạt tầm xa là 200 km. Vận tốc tấn công là 1.000 km trên 1 giờ, lại được tích hợp hệ thống định vị toàn cầu A-737, khiến số phận các mục tiêu của nó thật mong manh. Không chỉ khủng về tên lửa, mà Su-30MK2 còn được trang bị bom dẫn đường laser KAB-500L và KAB-1500L. Bom KAB-500L nặng khoảng nửa tấn, thả từ độ cao 500m tới 5.000m, tốc độ bay là 1.150 km trên 1 giờ, tạo ra sức công phá khủng khiếp. Vậy mà nó vẫn chưa nhằm nhò gì so với option 2 là KAB-1500L, nặng tới 1,5 tấn, được triển khai thực tế đã gây ra nỗi kinh hoàng hoảng loạn tại chiến trường Syria. Ngoài các vũ khí tấn công, thì về mặt phòng thủ, hai cánh của Su-30MK2 được gắn đầy đủ thiết bị gây nhiễu chủ động rất tối tân. Loại vũ khí này không chỉ giúp bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, mà thậm chí còn cho phép tấn công mạnh mẽ thẳng sang lãnh thổ của đối thủ để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào. Đã bàn đến không quân thì không thể nào bỏ qua các loại máy bay vận tải. KC-295 hiện là máy bay vận tải có tải trọng và tầm bay lớn nhất của không quân Việt Nam, thuộc biên chế của Lữ đoàn Không quân 918. KC-295 là vận tải cơ tầm trung được công ty Airbus Military của Tây Ban Nha sản xuất, có chiều dài là 24,5m, sải cánh là 25,81m. Chiếc máy bay này được trang bị hai động cơ cánh quạt 2.645 mã lực, cho phép nó có thể đạt đến vận tốc là 576 km trên 1 giờ, cùng trần bay là 9,1 km, tầm bay là 4.600 km và tải trọng cất cánh tối đa tới 23,2 tấn. Khoang hàng của KC-295 có thể chở tối đa 48 lính dù hoặc 75 lính thường hoặc 27 cáng cứu thương và 4 nhân viên y tế hoặc tối đa 3 xe chiến thuật hạng nhẹ hoặc 9 tấn hàng hóa. Buồng lái KC-295 được đội nhiều trang thiết bị điện tử kỹ thuật số với cụm cảm biến quang điện và radar trinh thám dưới mũi cùng hệ thống thông tin liên lạc và phòng vệ hiện đại. KC-295 còn có thể linh hoạt tháo lắp nhanh chóng hai súng máy 12,7 ly hoặc tên lửa chống tăng ở hai cánh phụ và khoang hàng phía sau trong trường hợp cần thiết. Thứ 8 là vũ khí phòng không. Một trong những loại vũ khí của không quân mà cần phải đầu tư mạnh đó chính là tên lửa phòng không tầm gần và tầm trung. Vào tháng 12 năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên công khai sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không Spider do Israel sản xuất. Spider là một hệ thống tên lửa phòng không tự hành tiên tiến có thể tiêu diệt các mục tiêu như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái trong mọi thời gian và điều kiện thời tiết. Hiện hệ thống Spider có hai biến thể là tầm ngắn Spider SR và tầm trung Spider MR. Theo các cò mồi tên lửa thì một tổ hợp tên lửa phòng không Spider bao gồm xe chỉ huy và điều khiển, đài radar đa năng LM2084, xe mang phóng tên lửa tự hành, xe tiếp đạn, xe phục vụ chiến đấu, tên lửa đánh chặn Python 5 sử dụng cho tổ hợp Spider SR tầm gần,
và tên lửa Derby sử dụng cho tổ hợp Spider-MR tầm trung. Xe chỉ huy và điều khiển chính là trung tâm tác chiến của toàn tổ hợp này, nắm nhiệm vụ kết nối các xe mang phóng tên lửa di động và đài radar LM-2084 gắn kết các khí tài còn lại thành một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. Còn ELM-2084 là đài radar 3D băng sóng S đa năng hiện đại, có cự ly phát hiện xa nhất đối với các mục tiêu trên không là 330 km, phạm vi quan sát phương vị là 360 độ, cùng có khả năng nó có thể bám sát và xử lý đồng thời được 200 mục tiêu, chỉ thị bắn và tiêu diệt đồng thời được 20 mục tiêu trong số đó. Nhờ vậy, đài radar này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau gồm cảnh giới nhìn vòng trên không, điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa, phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng. Các xe phóng tên lửa tự hành Spider-SR có thể đánh chặn các mục tiêu trên không từ khoảng cách 20 km ở độ cao 9.000 m. Trong khi đó, Spider-MR có tầm bắn tối đa lên đến 50 km ở độ cao 16.000 m. Mỗi xe phóng Spider-SR mang theo 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn, còn Spider-MR có thể mang theo 8 đạn tên lửa đất đối không. Với các tên lửa Spider-SR và Spider-MR, một tổ đội Spider có thể bảo vệ một mục tiêu có đường kính lên đến 120 km. Không những vậy, thiết kế mở của nó còn cho phép hiệp đồng tác chiến với các hệ thống phòng không khác và phối hợp tạo nên một mạng lưới phòng không chặt chẽ. Hệ thống tên lửa phòng không Spider này được coi là một trong những tổ hợp phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện đại nhất hiện nay, có khả năng thích ứng rất nhanh trước các mối đe dọa trên không. Tuy nhiên, nó vẫn chống chỉ định với các loại chim. Đã sở hữu tên lửa phòng không tầm gần và tầm trung thì Việt Nam không thể nào không trang bị cho mình thêm tên lửa phòng không tầm xa. Lý do thì rất rõ ràng, thế giới đương đại vẫn đang là kỷ nguyên của hàng không mẫu hạm, trong khi Việt Nam lại có đường bờ biển dài. Khi chiến tranh xảy ra thì các cuộc tập kích không quân là điều mà người Việt bắt buộc phải chống đỡ. Về phương diện phòng không, Việt Nam hiện cũng đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 của Nga, một trong những loại tên lửa phòng không mạnh nhất trên thế giới vào giai đoạn đầu thế kỷ 21. Giá bán của nó được ước tính vào khoảng 130-150 triệu USD. Nhiều năm trước đó, những phiên bản đầu tiên của hệ thống S-300 được Liên Xô triển khai vào năm 1979 nhằm phòng thủ không phận tại các cơ sở công nghiệp, quân sự và hành chính lớn để chống lại máy bay tấn công của đối phương. Nó được nâng cấp rất nhiều trước khi ra mắt phiên bản S-300 PMU-1. Đáng chú ý là đầu đạn tên lửa mới được nâng cấp có sức công phá lớn hơn nhưng kích thước lại nhỏ hơn với cự ly có thể vươn tới 195 km. Đồng thời, một số nguồn tin cho rằng tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam đã được nâng cấp lên radar của hệ thống tên lửa S-400. Mặc dù có thể bắn được nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ phổ thông cho tới các loại khó nhằn, thế nhưng đạn của nó thường để dành cho những mục tiêu chiến lược, ví dụ như máy bay bom tàng hình, tên lửa đạn đạo, máy bay trinh sát gây nhiễu điện tử, máy bay cảnh báo sớm. Đó là những mục tiêu có giá trị hàng trăm triệu, thậm chí tới hàng tỷ đô la Mỹ. Vì nó sẽ đánh thẳng vào uy thế, danh tiếng của đối phương, đặc biệt là trong bối cảnh đầu đạn tên lửa của S-300 PMU-1 có giá khá đắt. Mỗi quả đạn tên lửa 48N6E hay 48N6E2 có thể lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Muốn bắn thoải mái thì nền kinh tế của chúng ta phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nó chờ đợi ở chính thế hệ trẻ người Việt hiện nay. Ngay sau các loại tên lửa phòng thủ thì sẽ phải kể đến tên lửa tấn công. Và loại vũ khí thứ 9 chính là tên lửa đạn đạo. Đến giai đoạn hiện tại, Việt Nam được cho là quốc gia đầu tiên, cũng là duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo, đó chính là dòng tên lửa Scud. Loại tên lửa này khởi nguồn từ tên lửa V2 do Đức Quốc xã phát triển, được Liên Xô mổ xẻ nghiên cứu trong 10 năm trước khi cho ra mắt tên lửa R-11M và NATO gọi nó là tên lửa Scud. Đến năm 1965, bản nâng cấp thế hệ mới mang tên R-17E, hay còn gọi là tên lửa Scud thế hệ B, Scud B, được Liên Xô công bố. Nó sử dụng bệ phóng di động 9P-117 Uragan dựa trên khung gầm xe vận tải hạng nặng MAS-543. Năm 1979, khi mà quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng đỉnh điểm, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 12 xe phóng cùng số lượng đạn tên lửa Scud biên chế đủ cho một lữ đoàn. Phiên bản B có trọng lượng là 5,9 tấn, chiều dài 11,25 m, đường kính là 0,88 m và có tầm bắn tối đa 300 km. Tốc độ tối đa mà loại tên lửa này đạt được là tốc độ siêu thanh lên tới hơn 6.100 km trên 1 giờ. Độ chính xác lệch tâm mục tiêu vào khoảng 450 m. Một số nguồn tin cho biết vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hỏa Tinh 6
Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud phiên bản C. Giá của nó được ước tính vào khoảng trên dưới 2 triệu đô la Mỹ cho một quả tên lửa. Có lẽ Triều Tiên đặt cái tên này với kỳ vọng một ngày không xa sẽ bắn tới sao Hỏa. Phiên bản C mà Việt Nam sở hữu có trọng lượng lên tới 6,4 tấn, tốc độ tối đa tương đương với phiên bản B. Tuy nhiên, tầm bắn tối đa đã tăng gấp đôi lên tới 600 km, với độ chính xác lệch tâm mục tiêu khoảng 700 m. Mặc dù có độ lệch khá cao, tuy nhiên sức nổ của Scud lại rất lớn, đảm bảo ngay khi lệch tâm vẫn có thể gây thiệt hại được cho mục tiêu. Từ khi được tiếp nhận, Việt Nam tiếp tục có nhiều cải tiến và hiện nay đã tự sản xuất được thành phần nhiên liệu cho loại tên lửa này. Mặc dù đây không phải là loại tên lửa đời mới, tuy nhiên, với việc là loại tên lửa đạn đạo duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, Scud vẫn là thứ vũ khí rất lợi hại trong tay quân đội Việt Nam. Với tầm bắn là 600 km, phiên bản C này hoàn toàn có thể giúp Việt Nam bao quát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khoảng cách từ đất liền Việt Nam đến hai quần đảo này là từ 250 đến hơn 500 km. Loại vũ khí thứ 10 đó là pháo phòng không tự hành. JSU-572 là tổ hợp pháo phòng không tự hành do Liên Xô sản xuất vào những năm 1947-1954 và viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Đây cũng là loại pháo phòng không mạnh nhất mà nước ta đang sở hữu. Về cấu hình, JSU-572 được trang bị hai khẩu pháo cao xạ S-60 cỡ 57 ly, có chiều dài nòng gấp 76 lần đường kính với cơ số 300 viên đạn đặt trong tháp pháo kín. Loại pháo cao xạ S-60 này có tốc độ bắn tối đa là 120 phát trên 1 phút trên một nòng, tầm bắn hiệu quả là trong khoảng 6.000 mét. Để bảo vệ kíp pháo thủ của JSU-572, phần tháp pháo được trang bị lớp giáp bảo vệ 13.5 ly ở hai bên hông, 15 ly phía trước mặt. Trong khi đó, nắp tháp pháo được thiết kế mở hoàn toàn và chỉ có thể được che chắn bằng bạt. Pháo phòng không JSU-572 vận hành bằng động cơ diesel V54, công suất 520 mã lực cho tốc độ tối đa là 50 km/h trên đường tốt, 30 km/h trên đường xấu, tầm hoạt động lên đến 420 km. Tuy nhiên, loại vũ khí này vẫn còn một số hạn chế. Nhịp bắn và độ chính xác của JSU-572 được đánh giá là khó có thể đánh bại được các loại trực thăng vũ trang hay máy bay chiến đấu phản lực ngày nay. Tuy nhiên, khi được chuyển đổi sang vai trò hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trên mặt đất, pháo phòng không JSU-572 lại phát huy được tiềm năng sức mạnh đáng nể của mình. Trong thực chiến, cơ số đạn lớn của JSU-572 giúp cho nó tạo ra mật độ hỏa lực áp đảo, bảo vệ an toàn cho đội hình thiết giáp trong tác chiến đô thị trước bộ binh ẩn nấp ở trên cao. Ngoài ra, nó cũng tỏ ra là một vũ khí lợi hại khi hạ nòng bắn trực xạ chế áp lô cốt hỏa điểm. Loại thứ 11 cần kể tên đó là dòng vũ khí đạt chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo không bị bày bán tràn lan ở Shopee, đó chính là đài radar bắt thấp VRS-2DM. Theo giới thiệu của đơn vị sản xuất thì VRS-2DM là đài radar bắt thấp được Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, chế tạo và chuyên phân phối xỉ lẻ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Từ năm 2022, VRS-2DM đã bắt đầu được đưa vào trang bị ở một số đơn vị trong quân chủng phòng không không quân và được giới chuyên môn đánh giá vượt trội hơn một số thế hệ đài radar cảnh giới tầm thấp từng được sử dụng trước đó. Đài radar thuần Việt này bao gồm một xe chỉ huy tác chiến và một xe chở thiết bị anten. VRS-2DM sử dụng phương thức bắt sóng thấp decimet để phát hiện các mục tiêu trên không trong vùng phủ sóng của đài, cảnh giới vùng trời quốc gia và truyền tín hiệu cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không để kịp có những bước phòng vệ chuẩn xác nhất. Radar VRS-2DM có khả năng phát hiện mục tiêu từ cách xa hàng trăm km chỉ với thời gian thu hồi đài bằng 1/4 so với các đài radar thế hệ cũ. Trong bối cảnh hiện nay, việc thay thế toàn bộ các radar cảnh giới 2D bắt thấp hiện có trong biên chế bằng các loại radar xịn sò con bò đời mới nhất của nước ngoài là chưa phù hợp với nguồn kinh phí quốc phòng còn hạn hẹp của nước ta. Do vậy, bước phát triển này của tập đoàn Viettel đã giúp tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn cho ngân sách quốc phòng mà vẫn đảm bảo thiết bị có tính năng kỹ thuật tương đương, đúng tiêu chuẩn của rẻ nhưng không hề ôi. Đồng thời, nó còn khẳng định vị thế của quốc phòng Việt Nam là tiên phong, làm chủ để không bị phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Khí tài thứ 12 cũng là một sản phẩm 100% made in Việt Nam rất đáng tự hào, radar săn máy bay tàng hình RV-02. Phát hiện và cảnh báo sớm là yêu cầu tối thượng trong tác chiến phòng không. Vì vậy, Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân Việt Nam đã cho nghiên cứu, chế tạo thành công và đưa vào biên chế hệ thống radar cảnh giới tầm xa RV-02.
Theo nguồn tin độc quyền mà các nhà thổ địa học đã tham khảo từ Internet, thì RV-02 sở hữu dàn anten có chiều dài 21,6m với 28 chấn tử, được thiết kế và gia công bằng kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo phát hiện mục tiêu ở cự ly cách xa hàng trăm km, ở độ cao 10.000m trên mọi loại thời tiết khác nhau, kể cả nhiễu động mạnh, và chấp luôn cả những mục tiêu được trang bị công nghệ tàng hình như chiếc F-117A hay máy bay chiến lược như pháo đài bay B-52. Chiều cao của dàn anten RV-02 là 11m tính từ mặt đất. Độ cao này đảm bảo cho hệ thống có thể bám bắt tốt nhất các mục tiêu trên không trong một phạm vi siêu rộng. RV-02 còn có sự kết hợp tham gia của hệ thống thủy lực điều khiển tự động, mà nhờ đó radar này có thời gian triển khai thu hồi chỉ khoảng 10-15 phút và thấp hơn nhiều so với thời gian triển khai thu hồi của các đài radar thế hệ cũ là từ 45 phút đến 1 tiếng. Khí tài thứ 13 được coi là thành tựu của Việt Nam trong những năm gần đây, đó chính là sơn tàng hình. Nói một chút về nguyên lý hoạt động của sơn tàng hình. Vật liệu này hoạt động bằng cách hấp thụ cộng hưởng dải sóng phản xạ và trung hòa tần số để triệt tiêu tần số của tia radar. Sơn tàng hình với ký hiệu là PDRAPMEH do Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công là loại sơn phủ hấp thụ sóng radar nhằm giúp các loại vũ khí trang bị kỹ thuật giảm thiểu thiết diện phản xạ hiệu dụng, nâng cao khả năng ngụy trang đối với các vũ khí trinh sát. Sơn PDRAPMEH được chế tạo từ loại vật liệu tổn hao tổ hợp điện từ tổng hợp trên cơ sở composite của polypyrrole và bari ferrit. Một số thông số kỹ thuật chủ yếu của sơn đó là độ nhớt quy ước 65, thời gian khô bề mặt là 2 giờ, thời gian khô cấp 1 là 8 giờ, hàm lượng chất rắn là 73,2%, độ cứng là 0,23, độ bền uốn là 2mm. Khả năng hấp thụ sóng radar của loại sơn này là trong khoảng từ 8 đến 12 GHz, ứng với độ dày màng sơn 1mm, lớn hơn 94%. Để sản xuất sơn tàng hình PDRAPMEH, Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động với các nguồn nguyên liệu trong nước, trong khi đơn vị sản xuất đã làm chủ được công nghệ chế tạo. Từ đó cho thấy đây là một bước tiến phát triển vượt bậc của ngành sản xuất vũ khí và sự nghiệp quốc phòng của nước ta, làm cho một nước vốn chuyên lô đánh du kích ngụy trang như Việt Nam giờ đang ngày càng trở nên đáng dè chừng hơn bao giờ hết. Loại vũ khí thứ 14 cần nhắc tới đó chính là tăng thiết giáp. Đây là một trong những lực lượng quyết định sự sống còn trên bộ. Dàn xe tiên tiến nhất mà Việt Nam đang sở hữu đó là xe tăng chủ lực T-90S và SK. Chiếc T-90SK cơ bản không khác gì T-90S ngoài việc được nâng cấp nhẹ về hệ thống liên lạc radio, thiết bị dẫn đường và la bàn. Theo nhà sản xuất, mẫu T-90S có giá 6,25 triệu đô la Mỹ một chiếc theo hợp đồng Nga bán cho Việt Nam. Như vậy, với 64 chiếc ký vào năm 2016, giao hàng năm 2017-2019 sẽ có tổng trị giá là 400 triệu đô la Mỹ. Mức giá của xe tăng T-90S mà Việt Nam mua từ Nga nhỉnh hơn so với mức giá 5 triệu đô la Mỹ trên một chiếc theo hợp đồng Nga bán cho Ai Cập và Algeria. Nguyên nhân của việc chênh lệch này có thể do Việt Nam mua số lượng ít nên giá cao hơn. Hợp đồng của Algeria là 200 chiếc, tổng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, còn hợp đồng của Ai Cập lên tới 400 chiếc với tổng trị giá là 2 tỷ đô la Mỹ. Thêm nữa là cấu hình xe tăng T-90S mà Việt Nam đặt hàng cũng cao cấp hơn cả về các loại phụ tùng cũng như đạn dược kèm theo. T-90S là phiên bản xe tăng T-90 được sản xuất phục vụ mục đích xuất khẩu. Nó được cho là không hề thua kém, thậm chí còn có một số điểm vượt trội so với phiên bản T-90A đang là lực lượng nòng cốt trong quân đội Nga. Vũ khí chính của các xe tăng T-90S là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 ly trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nòng pháo này còn có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 Reflex. Bổ trợ cho khẩu pháo chính là súng máy hạng nặng 12,7 ly và súng máy đồng trục 7,62 ly. Các vũ khí được kiểm soát bởi hệ thống theo dõi mục tiêu, điều khiển hỏa lực và tính toán đường đạn tự động, kết hợp cùng hệ thống giám sát hồng ngoại, giúp nó khai hỏa chính xác ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc vào ban đêm. T-90S không chỉ có lớp giáp bằng vật liệu tổng hợp mà nó còn được bao phủ thêm một lớp giáp phản ứng nổ ERA ở phía ngoài. Lớp giáp này bản chất bao gồm các khối thuốc nổ đặt bên trong các hộp thép và bên ngoài giáp chính là xe tăng, sử dụng hiệu ứng nổ của khối thuốc nổ làm chệch hướng và giảm khả năng xuyên phá của đạn chống tăng. Trái tim của T-90S là động cơ diesel tăng áp V92S2F công suất 1.130 mã lực, cho tốc độ tối đa lên tới 65 km/h ở điều kiện đường đẹp thông thoáng. Mặc dù vậy, trong điều kiện thực chiến với nhiều khí tài chống tăng hiện đại như ngày nay, dòng T-90 này vẫn bị phương Tây đánh giá là chưa thể thực hiện được sức mạnh theo những gì Nga quảng cáo.
Điển hình là trong cuộc chiến Nga-Ukraine vào năm 2022, nhiều xe tăng T-90 của quân đội Nga đã bị phá hủy, bị Ukraine thu giữ hoặc bị tổ lái bỏ lại mà không rõ nguyên nhân. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, trên Internet lan truyền hình ảnh một chiếc T-90M Proripa của quân đội Nga bị phá hủy hoàn toàn ở tỉnh Kharkiv, một tỉnh phía đông Ukraine. T-90M Proripa là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng T-90 này, có khả năng bám bắt mục tiêu tự động và điều khiển hỏa lực thế hệ mới bằng máy tính với tốc độ và độ chính xác trong xử lý cao hơn những người anh em trước. Quân đội Ukraine sau đó đã xác nhận binh sĩ nước này dùng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Hoa Kỳ bắn cháy xe tăng T-90M trong trận giao tranh ở Kharkiv. Dù các nhà sản xuất cho rằng T-90M có khả năng sống sót khá cao trước tên lửa chống tăng, nhưng có vẻ như trong điều kiện thực chiến thì mẫu xe tăng này vẫn có thể bị tấn công. Trong cuộc chiến này, phía Ukraine đã sử dụng rất nhiều tên lửa chống tăng hạng nặng để đẩy lùi đội hình tăng thiết giáp của Nga. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, theo thống kê của blog nguồn mở Oryx dựa trên các bức ảnh hoặc video trên Internet mà số liệu này đã được các hãng thông tấn lớn trên thế giới dẫn lại, thì tổng cộng quân đội Nga đã mất 50 xe tăng T-90, bao gồm 34 chiếc T-90A, 6 chiếc T-90S và 10 chiếc T-90M. Tuy nhiên, lính Nga lại tỏ rõ sự hài lòng với dòng xe tăng T-90M. Họ đánh giá cao khả năng việt dã và di chuyển nhanh nhẹn của T-90M, cũng như việc hiển thị chính xác dữ liệu trên bảng điện tử, tính chiến đấu cao ngay cả trong điều kiện thời tiết lạnh nhất, và đặc biệt là năng lực yểm trợ tác chiến trực diện. Trong một video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố, các xe tăng T-90M của quân đội Nga đã thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, dọn hành lang để các đơn vị bộ binh cơ giới tấn công trong khu vực chiến sự với Ukraine. Các kíp xe tăng này đã sử dụng hỏa lực pháo tăng đánh phá trực tiếp, tấn công phá hủy các hỏa điểm vũ khí chống tăng, pháo binh và tăng thiết giáp của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong những trận giao tranh ở vùng Donbass thuộc miền đông nam của Ukraine vào tháng 1 năm 2023, chiếc T-90M của quân đội Nga đã làm trạch hướng tên lửa chống tăng của Ukraine. Theo trang AVA Pro, chiếc T-90M dường như đã phát hiện ra quả tên lửa của đối thủ và kích hoạt hệ thống phòng thủ TSHU-2 Stora 1 để vô hiệu hóa nó. Một trong những gương mặt mới hổ báo cáo chồn góp mặt trong bảng xếp hạng lần này phải kể đến robot trinh sát. Năm 2019, robot trinh sát RBB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu chế tạo đã chính thức được đưa vào biên chế. Robot dài 1,18m, rộng 0,76m, nặng khoảng 80kg, vận tốc tối đa là 5km/1 giờ, thời gian hoạt động đến 3 giờ và có thể tiêu diệt mục tiêu chính xác trong tầm bắn 50m. Về cấu tạo, robot di chuyển bằng bánh xích chế tạo từ cao su kết hợp với sợi Kevlar có khả năng vượt địa hình dốc 15 độ, cao 15cm. Ngoài ra, các kỹ sư còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào con robot trinh sát này để giúp nhận dạng mục tiêu một cách chính xác. Hệ thống quan sát bao gồm tổ hợp camera quân sự sử dụng được trong cả bóng tối, kèm theo hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống định vị sóng radio GPS hoặc định vị quán tính ENS. Đặc biệt, robot RBB-01 còn được tích hợp các cảm biến âm thanh, cảm biến phát hiện phóng xạ, chất nổ, hóa chất độc hại, các tham số môi trường khác phù hợp chiến đấu khi đối phương sử dụng vũ khí hóa học. Nhiệm vụ chủ yếu của khí tài này là tác chiến trong khu vực đô thị, địa hình trống trải và tương đối bằng phẳng, rất khó ẩn nấp. Robot trinh sát này sẽ là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ bộ đội tác chiến, giảm thiểu thương vong mà vẫn nắm bắt được thông tin chiến trường. Và vũ khí thứ 16 thuộc về mặt trận tác chiến không gian mạng. Tất nhiên, chúng ta sẽ không đề cập đến bàn phím, chuột hay bất cứ thứ gì của anh em Giang Cư Mận nữa, vì những vũ khí đó quá nguy hiểm và manh động và đã được bàn luận nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rõ ràng, trong xã hội số mà Internet là không giới hạn như hiện nay, thì một cuộc tấn công mạng có thể làm tê liệt hoàn toàn hệ thống chỉ huy và gây nguy hiểm cho sự an toàn thông tin chính phủ. Mặc dù những cuộc tấn công này đều ở môi trường ảo, nhưng mọi tổn thất mà nó gây ra đều là thật và đôi khi còn gây đe dọa nghiêm trọng đến mạng lưới an ninh quốc gia. Có thể kể tới đầu tiên là cuộc tấn công mạng diễn ra tại Estonia. Khoảng 10 giờ tối ngày 27 tháng 4 năm 2007, một loạt các website của chính phủ Estonia bị đánh sập, gồm trang web của Tổng thống, Quốc hội và các bộ, đe dọa tới hệ thống an ninh quốc gia. Sau gần một tháng kể từ ngày bị tấn công, Estonia gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới khi mọi kết nối mạng đều không thể hoạt động được.
Đến năm 2008, mạng lưới tuyệt mật và hệ thống tình báo toàn cầu được mệnh danh là bất khả xâm phạm của Mỹ đã bị sâu máy tính Agent.BTJS xâm nhập từ một chiếc USB. Hậu quả là Mỹ phải cấm tuyệt đối việc sử dụng các phương tiện lưu trữ di động tại các máy tính của chính phủ trong 14 tháng liên tục. Vụ tấn công này đã để lại những di chứng nặng nề cho hệ thống tình báo toàn cầu của Mỹ, cũng như uy danh vốn lẫy lừng của tổ chức này. Việt Nam cũng không nằm ngoài những nguy hiểm khó lường này. Vào tháng 6 năm 2011, 329 website của chính phủ và các ban ngành có tên miền là .gov.vn, website của cơ quan bộ ngành, đã bị các hacker Trung Quốc tấn công làm sập và lan truyền hình ảnh cờ Trung Quốc, những thông điệp bằng tiếng Trung trên các trang này. Hay gần đây nhất, điển hình như vụ tấn công 2016, khi mà tin tặc Trung Quốc đã hack vào hệ thống thông tin của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để truyền bá những hình ảnh kích động xuyên tạc về Biển Đông. Đồng thời, website của Vietnam Airlines cũng bị điều hướng đến trang web khác, tiết lộ thông tin cá nhân hơn 400.000 khách hàng của hãng bay này. Vào thời điểm này, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng của Việt Nam vẫn chưa được thành lập, nên mọi cơ sở dữ liệu mạng còn rất lỏng lẻo về mặt bảo mật. Từ những sự kiện trên đã cho thấy một thực tế rằng việc tác chiến trên không gian mạng là vấn đề sống còn và thứ vũ khí trên mặt trận đó chắc chắn chính là trí tuệ của các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu trong quân đội Việt Nam cũng như các chuyên gia bảo mật với lòng yêu nước mạnh mẽ đang âm thầm cày cuốc mà không phải ai cũng biết họ đang làm gì. Quân đội Việt Nam nhận thức rất rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ không gian mạng. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng hay còn gọi là Bộ Tư lệnh 86 đã được thành lập vào tháng 8 năm 2017 là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chống lại một cuộc chiến tranh mạng đang có nguy cơ xảy ra. Để phòng vệ trước các đơn vị tác chiến không gian mạng nước ngoài thì không chỉ riêng Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng mà còn có sự đóng góp của các công ty bảo mật thuộc các công ty quân đội. Và một trong số đó là công ty an ninh mạng Viettel, Viettel Cyber Security, một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã nghiên cứu phát triển chuyên sâu các giải pháp an toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt hơn cả là chính phủ và các bộ ngành trong nước. Nổi bật phải kể đến trong năm 2022, công ty an ninh mạng Viettel đã phát hiện và sớm ngăn chặn được hai cuộc tấn công băng thông lớn trên 15 gigabit trên giây và giúp những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam hoạt động ổn định và liên tục vào những thời điểm giao dịch quan trọng. Trong vụ tin tặc Trung Quốc tấn công vào hệ thống thông tin của Vietnam Airlines vào năm 2016, công ty an ninh mạng Viettel đã hỗ trợ khắc phục sự cố này một cách nhanh chóng, sau đó xây dựng và triển khai các hệ thống phòng thủ an ninh mạng cho Vietnam Airlines cùng với các cơ quan chính phủ khác. Ngoài ra, công ty an ninh mạng Viettel còn trở thành thành viên của tổ chức chống lừa đảo toàn cầu. Từ đó, công ty này sẽ được tiếp cận những thông tin và nguy cơ an ninh mạng cấp quốc tế và nhờ vậy sẽ góp phần cảnh báo sớm và ngăn chặn triệt để các mối đe dọa tấn công an ninh mạng quốc gia. Có thể thấy, không gian mạng là một lãnh thổ mới có tầm quan trọng ngang với các lãnh thổ khác như vùng trời, vùng biển, vùng không của quốc gia. Như vậy, không gian mạng quốc gia là lãnh thổ đặc biệt của quốc gia và cần phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt hết sức có thể. Nhờ sự phối hợp và nỗ lực của các đơn vị tác chiến không gian mạng này mà đến ngày 6 tháng 3 năm 2023, thống kê mới nhất được Kaspersky Security Network cho biết, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là gần 42 triệu vụ, tức là giảm 33,8% so với hơn 63 triệu vụ vào năm 2021. Với con số này, Việt Nam đang đứng thứ 49 trên toàn thế giới về số lượng các cuộc tấn công trực tuyến vào năm 2022. Và cuối cùng, quan trọng nhất, một sức mạnh không gì ngăn cản được, đó vẫn chính là tinh thần dân tộc, ý chí và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam. Đây là thứ tinh thần bất diệt được chứng minh mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí hủy diệt nào trong hàng nghìn năm qua. Ngoài các loại khí tài mà GSGO đã liệt kê ở trên đây, chắc chắn sẽ còn nhiều loại vũ khí đang được đánh giá và xét duyệt vào biên chế quân đội Việt Nam, nếu các chủ tịch nào có thông tin sớm có thể bật mí trước cho cộng đồng mạng Nam Đạo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay có khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.